Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo. Sáng ngày 6 tháng 2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Nhiều phần quà đã được trao tặng đến các gia đình chính sách và hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đồng hành cùng hoạt động ý nghĩa này, công ty điện tử Asanzo Việt Nam chuyển tặng TV cho các nhà văn hóa tại các ấp, các xã, trên địa bàn của các địa phương, với hy vọng sự đóng góp sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, nhất là bà con vùng nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian sắp tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất sạch, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản sạch, nâng cao trình độ học vấn cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo, chú ý công tác phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế xã hội.